quá, vội quá phải tạm biệt. Mình ơi. Anh nè. Mình ơi. Anh nè. Trời ơi, chồng con gì mà kỳ cục vậy? Anh nhìn đi, tạm biệt một huyền thoại, mang về bao nhiêu chiếc cúp cho bác xa luôn nè. Mà bây giờ đó. Thôi mệt quá à. Cái gì đây? Cái gì đây? Đó, đồ ăn sáng của con cháu nè. Dục hết cho tôi. Cái gì vậy? Trời ơi, em nghĩ sao vậy hả? Em muốn đầu độc con đúng không? Trời ơi, em biết nè, mấy cái bịch ni lông này nè, bao nhiêu chất độc hại ở trong đó. Rồi bỏ thức, ui da, nóng ơi là nóng. Đáng. Bỏ thức ăn nóng ở trong này nè. Rồi hả, rồi cái nó sẽ tỏa nhiệt ra. Rồi sau đó hả, mấy cái chất độc nó sẽ ngấm vô thức ăn. Rồi sau đó hả, con mình ăn vô, hoặc thức độc nó sẽ ngấm vô ruột. Như vậy là con mình chết. Tại sao? Tại sao con đi ra chợ á, mình đựng thức ăn ở trong này nè, đựng thức ăn ở trong bao ni lông chi? Rồi không lẽ anh vừa cầm tay em chạy xe sao chạy được? Chạy đó, đi bộ. Trời ơi, thôi đi anh ơi. Hồi nào giờ ngoài chợ người ta bán như vậy thì mình mua vậy. Nào giờ ta ăn được có chết ai đâu, rồi tự nhiên giờ ăn không lẽ chết. Không, ngoài chợ làm vậy thì mình đẩy chai chợ à, bà nào bán thức ăn mà bỏ bịch ni lông mình đẩy chai bà. Mình không mua của bà, mình mua của bà khác. Trời ơi. Cái gì vậy? Chồng em nói chuyện ý như ở trên tivi vậy đó. Không chừng còn hay hơn trên tivi luôn á. Rồi được rồi, từ nay về sau hang, em sẽ nghe lời anh. Em đi lấy tô hoặc là lấy túi giấy ha, đi ra ngoài chợ mua. Xong rồi cái người ta nhìn em giống như chân con trăng rớt xuống vậy đó. Ai nhìn thì mình nhìn lại à, những người nào mà nhìn mình đó nghe, là những người đó sẽ bị ung thư sớm đó à. Đó, những người nào mà khinh mình đó là những người đã bị bệnh trước đó. Trời ơi, mình phải giữ sức khỏe cho mình nè. Em biết rồi, cả thế giới bây giờ người ta đã tẩy chay mấy cái bịch ni lông rồi. Và đặc biệt là mấy cái túi mà ni lông mà tái chế rồi đó. Trời ơi, cái gì đó? Này, em coi đi. Em coi đi. Anh hỏi em nè, màu này màu gì? Màu đen. Màu đen là biểu tượng của sự gì? Chết chóc. Đó, em mà đựng đồ ăn ở trong bịch ni lông màu đen này vô tình, em giết con mình đó, em gián tiếp giết chết con mình. Anh đừng có hù tôi không có sợ đâu. Hủ gì? Chứ giờ sao? Bây giờ cái mấy cái túi giấy, túi vải là tôi đã đi ra chợ tôi làm rồi. Nhưng mà người ta coi tôi giống như là người ngoài hành tinh rớt xuống gì đó. Mấy người đó là không có đọc báo, không có nghe tiên truyền. Thôi, bây giờ tóm lại, người thời đại là không có xài cái này nữa, mà xài những cái túi giấy thân thiện với môi trường. Bây giờ sao? Tóm lại là anh có cho con ăn để con đi học không? Nãy giờ lo nói chuyện với em, quên, trễ giờ rồi anh phải đi làm nữa. À, nhiệm vụ chở con đi ăn đi học là của em, nghe. Anh thật ra là anh muốn sức khỏe cho em, cho con và cho anh nữa. Tóm lại cái nhiệm vụ này em làm giùm anh. Vâng.